Ok xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube chứng khoán cộng đồng CB99. Thì em là Vũ Việt Anh, trưởng phòng kinh doanh chứng khoán tại VPS. Thì trong buổi video này, em sẽ tạo hành nhận định thị trường cho nhà đầu tư về cái thị trường ngày tới của chúng ta tức là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 và đưa ra những cái định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả và bám sát thị trường nhất. Thì sau khi kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đóng cửa trong chiều tăng điểm rất là mạnh là tăng 9,87 điểm tướng mức tăng là 0,96% và đặt cây vôn giá trị khoảng độ là 586 triệu hơn. Hôm nay thị trường tăng với biên giá tăng gần 10 điểm, tăng khoảng độ 10 điểm và tăng với cây vôn đạt khoảng độ là gần 600 triệu. Thị trường tăng giá với biên giá tăng mạnh đi kèm với vôn gia tăng ở mức cao cho thấy dòng tiền hiện tại đang đổ vào thị trường rất là mạnh ở trong phiên ngày hôm nay. Và vì cây vôn của thị trường hiện tại là tăng giá mặc dù là vôn được gia tăng ở mức cao nhưng cũng không phải là cây vôn cao kỷ lục nên nó cho thấy được rằng là lực bán của thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng chỉ ở mức trung bình. Lực bán chỉ ở mức trung bình nhưng dòng tiền có sự gia tăng mạnh vào thị trường, nên thị trường đã tạo được đà tăng trong phiên ngày hôm nay, được Như vậy chúng ta có thể tổng kết được rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái việc là thị trường tăng điểm mạnh khoảng độ 10 điểm là do lực cầu đổ mạnh vào thị trường. Còn hiện tại xét về yếu tố là bị bán thì hiện tại là trong phiên nay thị trường vẫn chưa xuất hiện lực bán mạnh mà chúng ta cần phải quan ngại về vấn đề thị trường. Nên sau đó là hiện tại thị trường vẫn chưa cho thấy cái dấu hiệu là phải bán tháo cổ phiếu đi, và sau khi kết phiên ngày hôm nay mà chính xác thì không chỉ là mỗi phiên ngày hôm nay mà trong những khoảng những phiên thời gian gần đây thì có rất nhiều nhà đầu tư hiện tại đang hoang mang về thị trường. để rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là hiện tại là có sợ thị trường sập hay không, hay qua hay là hỏi những câu là có phải bán tháo cổ phiếu hay không? chứ thấy chị chứ thấy thị trường lên nhanh sợ quá thì thật ra ấy, thì đúng là khi thị trường lên nhanh là chúng ta cũng cần phải sợ thị trường nhưng không có nghĩa là chúng ta làm cho tâm lý của chúng ta lẫn áp đi cái quyền đặt lệnh của mình Nhờ nhờ. bởi vì sao bởi vì theo logic ấy theo yếu tố cơ bản về việc thị trường điều chỉnh ấy thì khi mà thì khi mà thị trường hay một cổ phiếu bất kỳ mà nó lên nhanh mà nó lên mạnh mà nó tăng giá kéo dài như vậy thì những nhà đầu tư mua ở những cái vùng dưới này người ta có lãi khi mà những nhà đầu tư mua ở vùng dưới này có lãi thì người ta sẽ có hiện tượng là tăng giá kéo dài và có lời đủ rồi người ta sẽ tiến hành chốt lời và khi thị trường xuất hiện những phiên chốt lời thì thông thường ấy nếu như mà hiện tại đối với trường hợp hiện tại thị trường của chúng ta là đang tăng mạnh rồi và đã tăng với cái lượng vôn gia tăng ở mức khủng như này rồi và với việc là lượng vôn gia tăng mức khủng như này thì khi mà thị trường điều chỉnh thì xác suất rất là lớn thị trường sẽ bị bán mạnh bởi bị tâm lý chốt lời của những nhà đầu tư mua vùng dưới này được chưa đó bởi tâm lý chốt lời của nhà đầu tư tâm lý chốt lời của dòng tiền và đương nhiên là đối với cái việc chốt lời đó là chốt lời trong ngắn hạn thôi còn xét về yếu tố chung và dài hạn là hiện tại thị trường chưa có xác suất là phân phối chung và dài hạn đó hiện tại thì xét về yếu tố là thị trường điều chỉnh thì nếu như mà trong tương lai thị trường điều chỉnh ấy mà xuất hiện thì nếu như mà trong tương lai thị trường điều chỉnh ấy mà đối với việc là bên cảnh hiện tại thị trường đã tăng giá kéo dài rồi và lượng vốn hiện tại của thị trường ở vùng này rất là mạnh đó thì trong tương lai khi mà thị trường điều chỉnh thì nó sẽ rất dễ là bị điều chỉnh sâu và khi mà điều chỉnh sâu điều chỉnh khoảng độ là 30 đến 40 điểm thì chắc chắn sẽ là hầu hết các nhà đầu tư đều bị thiệt hại nặng về thị trường đó hay là thị trường điều chỉnh từ mốc là hiện tại là 1039 về mốc 1.000 đi là điều chỉnh tầm khoảng nổi gần 40 điểm thì chắc chắn là nhiều nhà đầu tư cũng bị thiệt hại rất là đó lên đó cũng sẽ là một trong những do mà nhà đầu tư hiện tại đang rất thận trọng về thị trường bởi vì là nhà đầu tư thấy rằng thị trường tăng mạnh rồi mà nếu như mà tăng mạnh thì theo yếu tố cơ bản thông thường thì là khi điều chỉnh nó cũng sẽ giảm mạnh đó là cái lo sợ của nhà đầu tư và đương nhiên đấy là chúng ta muốn bán cổ phiếu là chúng ta phải có căn cứ chứ không phải là ừ thấy nó tăng mạnh sợ qua bán khi mà chúng ta sợ chúng ta bán hoặc thấy nó tăng mạnh chúng ta nhảy vào mua thì đó là chúng ta đang đánh theo tâm lý và khi mà chúng ta đầu tư theo tâm lý thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có kết quả tốt được đâu bởi vì đầu tư nó dựa vào cái tính kỷ luật và cái sự nhận định về cổ phiếu hay nhận định về thị trường phải có cái phương pháp đầu tư và tuân theo cái phương pháp đó đánh là phải có kỷ luật và đối với hiện tại thị trường của chúng ta vậy thì xét về yếu tố tâm lý thì hiện tại hầu hết các nhà đầu tư đang rất sợ thị trường để chờ, đang chờ thị trường chỉnh để tiến hành mua vào và đang sợ thị trường sập lên hiện tại là đang trong tình trạng là rất muốn bán ra cổ phiếu ở thời điểm này đó hầu hết các tình trạng nhà đầu tư đều như vậy đang rất muốn bán cổ phiếu ở thời điểm này bởi vì thấy thị trường lên mạnh quá rồi sợ rằng là nếu như không may thị trường điều chỉnh thì là mình sẽ mất hết lãi và vốn bởi vì khi thị trường điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh rất là nhanh nên hiện tại đa phần nhà đầu tư đang rất sợ thị trường đó là về yếu tố tâm lý nhưng xét về yếu tố dòng tiền và kỹ thuật thì sao hiện tại xét về yếu tố dòng tiền là thị trường vẫn chưa xuất hiện một cái phiên nào cho thấy là cái phiên bị chốt lời cho thấy một cái phiên là xác nhận điểm bán của thị trường nên chúng ta vẫn chưa cần phải tiến hành bán cổ phiếu đi làm gì cả đấy chứ? bởi vì sao bởi vì sao bởi vì như các buổi video những thị trường ngày trước của em đã nói cho nhà đầu tư rồi em đã lấy ví dụ rất cụ thể cho anh chị về quan cổ phiếu HPG đó vì nếu như mà thị trường xuất hiện một cái điểm bán ấy để thì nó sẽ xuất hiện một cây cây lến giống như con HPG của cái ngày 24 tháng 11 đây đó có nghĩa là thị trường đã sẽ không tạo được đà tăng hoặc là nó sẽ không tạo được đà giảm quá nhiều hoặc là nó tạo đà giảm hoặc là nó biên độ dao động giá mạnh cho phiên lúc thì tăng mạnh lúc thì giảm mạnh sau đó linh xình linh xình linh xình ở quanh mức phang chiếu này và đặc biệt nó đi kèm với cây vôn ở mức gia tăng ở mức khủng thì như vậy thì trường nó sẽ xác nhận điểm bán và lúc đó là chúng ta sẽ tài bán tháo cổ phiếu. Của hiện tại đối với thị trường hiện tại của chúng ta sao? Hiện tại thị trường của chúng ta đang trong tình trạng kéo và chúng ta hay nghe đến cái câu là kéo lên để xả để chợ nhưng cái quan trọng là nó kéo lên khi nào nó mới xả thì nó mới là một chuyện hiện tại thị trường của chúng ta đang một đang là một trong những nhịp mà nó được đánh giá là kéo lên ở những cái nhịp cuối đấy chưa đang ở trong là một trong những nhịp kéo lên những nhịp cuối bởi vì thị trường hiện tại đang kéo khá là mạnh đặc biệt trong phiên ngày hôm nay khi mà đã có sự lao tỏa dòng tiền nhưng những pha kéo này nó vẫn chưa có dấu hiệu của sự xả hàng đó kéo lên để xả thì chúng ta sẽ bán ra ở cái thời điểm nó đang có dấu hiệu xả hàng chứ hiện tại là thị trường hiện tại của chúng ta là mới đang kéo lên thôi anh chị nhìn thấy là dòng tiền đây ngày mùng 7 tháng 12 này cũng đang kéo lên này Ngày hôm qua này, ngày mùng 8 tháng 12 này cũng không bị bán này. Ngày hôm nay dòng tiền tiếp tục đổ và kéo lên này và hiện tại là thị trường vẫn chưa có thấy cái tín hiệu nào là cho thấy tín hiệu xả hàng cả. Chưa có thấy tín hiệu nào là tín hiệu bán giống như HPG ngày 24 tháng 11 một cả. Nên chúng ta vẫn chưa cần phải tiến hành bán tháo cổ phiếu làm gì cả mà có hàng vẫn còn nắm giữ thôi. Nhớ chưa? Đó. Thì hiện tại đấy thì khi ngày hôm nay mà thị trường tăng khoảng độ là gần 10 điểm thì gần như là hầu hết các mã cổ phiếu trên thị trường đều đạt được mức xanh khá là tốt và các nhà đầu tư hiện tại là cũng đang tăng trưởng lợi nhuận khá là tốt cho cái danh mục đầu tư của mình và đặc biệt là đối với cái khách hàng room vip của em hiện tại thì như phiên ngày hôm nay là room vip phim hàng với em là hầu hết các mã là đều xanh la liệt hết nó đều xanh uh, bát ngát hết nó đều đạt được những nguồn lợi nhuận cao và đặc biệt là những cổ phiếu mà em cho room khách hàng em mua room phím hàng em mua đều đều cho mua cổ phiếu khi nó ở vùng nền mà nó chưa chạy nó như anh chị nào ở trên room cộng đồng ấy nếu như những anh chị mà để ý những cái mã mà em báo trên room cộng đồng ờ, em khoe lãi trên room cộng đồng ở những cái mã cổ phiếu ở em báo trên room phím hàng thì những cổ phiếu đó lại đều, đều cho mua khi nó ở vùng nền hỗ trợ khi nó chưa chạy rất nhiều ví dụ để chờ mở rung vị mở rung cộng đồng nó sẽ lấy rất nhiều những cái mã mà em đưa ra cho anh chị là đều mua khi nó chưa chạy ví dụ như con KSB chẳng hạn đây KSB em cho con room em mua ở vùng này đây đó đấy chưa đó hay là con VHC đây chẳng hạn đấy VHC Đây hay là VHC VHC em cho room uh, VIP phím hàng bên em mua vùng 44 đến vùng 45.8 đấy em cho mua rã luôn hồi đó là em cho mua room VIP phím hàng mua ở ngày mùng 4 tháng 12 thì đó đấy em không nhớ rõ hình như ở ngày mùng 4 tháng 12 thì lúc đó là giá đầu tiên em cho mua ở khoảng độ là giá 44.8 về sau nó giá nó giảm em cho mua tiếp là 44.6 về sau giá nó giảm về 44 em cho xúc tiếp ở giá 44 này em bắt đáy con này và kết quả thì chúng ta thấy rằng nó lên rồi hiện tại hàng đã về rồi đó rất nhiều mã cổ phiếu ở chợ cái B hay là con BID cũng vậy hầu chính xác là tất cả các mã cổ phiếu đều cho mua khi nó chưa chạy BID ở đây cũng bắt ở đây đó bắt ở đây xong thì bắt đầu nó chạy lên luôn để tất cả là hàng đã có hết rồi thì đối với rung phím hàng ấy thì như em đã giới thiệu cho anh chị là tại rung phím hàng thì em sẽ báo cho anh chị là lên mua cổ phiếu nào mua giá nào và khi nào bán ra hỗ trợ cho anh chị lúc mua đến lúc bán cổ phiếu và vấn đề anh chị khi tham gia room vip phím hàng ấy là chỉ cần mua bán theo những gì em báo là được anh chị không cần phân tích cổ phiếu không cần lọc cổ phiếu và không cần theo dõi cổ phiếu vì vẫn những vấn đề đó em sẽ theo dõi cho đấy chưa và những mã mà em báo trên room vip phím hàng ấy đều là báo những mã mà mua ở vùng nền mua khi mà nó chưa chạy đấy chưa bắt đáy cổ phiếu mua vùng nền mua ở chân sóng khi mà nó chưa chạy còn cổ phiếu nào chạy rồi thì em sẽ không mua và đó là cái cách đánh của em mỗi người sẽ có một cách đánh khác nhau, có người thì thích mua cổ phiếu khi nó chưa chạy, có người thích mua cổ phiếu khi mà nó đã chạy rồi, được chưa? hoặc có những người thích mua cổ phiếu khi mà nó đã chạy mạnh rồi, thì mua thế nào cũng được, cứ quan trọng là chúng ta có lãi là ok. đó, nếu như mà anh chị đây hợp với cái phong cách tức là chọn cổ phiếu đầu tư cổ phiếu của em, thì mà anh chị tham gia rung phím hàng, cách thức tham gia rung phím hàng là một mở tài khoản VPS và giao dịch do em quản lý, hai là đóng phí thẳng. và chi tiết như nào thì liên hệ với em qua số điện thoại và zalo ở màn hình anh chị đang xem là được. Đó, còn anh chị muốn hỏi mã cổ phiếu nào thì có thể comment ở dưới video này hoặc có thể chat trên room cộng đồng CP99. Mở phần mô tả video lên, anh chị sẽ thấy link room tham gia cộng đồng CP99 nhấn vào đó thì sẽ được em nhận định thị trường theo phiên, nhận định thị trường trong phiên và sẽ được em nhận định những mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm để trợ thi thoảng sẽ cho mã. Còn đối với cái vấn đề là về cái thị trường hiện tại của chúng ta ấy là xét về xuống của nó là đang trong một xuống tiếp tục là tăng trưởng trong ngắn hạn và xét về yếu tố dòng tiền hiện tại dòng tiền thị trường trong những phiên gần nhất đặc biệt là phiên ngày hôm nay thị trường vẫn xác nhận đà tăng với lực cầu tham gia mạnh và lực bán vẫn chưa xuất hiện ở trong phiên ngày hôm nay trong sóng chung và dài hạn là thị trường vẫn đang trong xuống đi lên đó là không phải bàn cãi và trong hướng ngắn hạn hiện tại là thị trường vẫn đang tiếp tục đẩy đi lên đó đang vẫn đang tiếp tục đẩy đi ấy lên và vẫn chưa có dấu hiệu là bị bán ra vẫn vẫn chưa có dấu hiệu là lực cầu suy yếu lên đối với việc là chúng ta tiến hành mua mới cổ phiếu thì chúng ta vẫn sẽ tiến hành mua mới được thôi được chưa? và thời điểm này thì như em đã nói và thời điểm này thì như em đã nói là chúng ta chỉ đánh nửa vốn, đó chỉ đánh nửa vốn nhịp này thôi. và những anh chị nào mà đang cầm nhiều cổ phiếu thì ngay lập tức phải hạ tỷ trọng ngay, bởi vì khi thị trường tăng giá kéo dài rồi thì hay có tình trạng là càng tăng là thị trường càng tăng. đây, ví dụ như là thị trường, đây, có thể lấy ví dụ như là những nhịp này đây em vẫn nhớ rất rõ là ở cái nhịp vùng 900 điểm này trước đây khi thị trường tăng điểm ở những cái gì này này là nhà đầu tư bắt đầu tư ok này nhưng khi thị trường tăng điểm đến những cái nhịp này là nhà đầu tư đã có sự thận trọng có nghĩa rằng là thi nhau bán cổ phiếu ra bán xong lại mua vào bán xong lại mua vào cứ canh thị trường chính nhưng mà mãi thị trường không chỉnh nó cứ lình xình mốc này đến lúc thị trường lên ở những cái tầng cao này nhà đầu tư mới bắt đầu thấy rằng là thị trường rất là khỏe mới bắt đầu ồ ạt vào đổ tiền mua thị trường và lúc đó là kết quả thị trường nó sẽ sập hiện tại thị trường của chúng ta cũng vậy tâm lý hiện tại của thị trường là đang trong cái trạng thái là thận trọng nó cũng giống như là cái nhịp này của thị trường và để tránh cái tình trạng mà không may thị trường trong những phiên tới mà nó xuất hiện những cái phiên mà bị bán mạnh thì chúng ta vẫn sẽ phải luôn giữ vững cái tâm lý thận trọng đấy của chúng ta đến khi thị trường điều chỉnh và giữ vững tâm lý thận trọng không có nghĩa là chúng ta sẽ không đầu tư nữa mà chúng ta sẽ chỉ đánh nửa vốn thôi bởi vì chúng ta đều biết được rằng theo một cái nguyên tắc đầu tư ấy là khi chúng ta đầu tư vào thị trường ở cái con sóng nó bắt đầu lên là chúng ta sẽ đánh vốn thấp và khi thị trường nó lên sóng rồi thì lúc đó là chúng ta sẽ lãi rồi nếu như chúng ta không biết bảo vệ nguồn lợi nhuận đó mà khi thị trường điều chỉnh thì chúng ta sẽ mất tiền dựa trên cái số vốn lớn. Khi mất tiền dựa trên cái số vốn lớn thì nó hoàn toàn nó có thể lấy hết tất cả khoản lãi mà chúng ta kiếm được và lấy thêm cả nguồn vốn của chúng ta. Nên giai đoạn này thì vậy như em đã khuyến khích là nhà đầu tư sẽ đánh ngừa vốn thôi. chưa? mua bán vẫn bình thường. Mã nào đến điểm mua thì mua, mã nào đến điểm chốt thì chốt. Nó mua bán vẫn bình thường, vẫn giao dịch bình thường. Và khi nào thị trường xuất hiện điểm bán thì em sẽ cảnh báo cho anh chị và ví dụ về cái điểm bán thì em đã nói cho anh chị rồi đó là như con HPG hoặc là thị trường nó có một pha tăng mở gáp giống như là ở thị trường ngày 26 tháng 10 chẳng hạn nếu như mà thị trường tăng mở gáp thì lúc đó là chúng ta sẽ hành bán cổ phiếu được chưa? Của hiện tại thị trường của chúng ta là xét về yếu tố dòng tiền là dòng tiền vẫn đổ vào mạnh và lực bán nó vẫn chưa xuất hiện nên chúng ta vẫn chưa cần quá quan ngại về vấn đề đà tăng thị trường cả được chưa? Có chăng thì nếu như anh chị nào mà mua quá nhiều đấy thì phải hạ tỷ trọng ngay chỉ đánh ở vốn đoạn này thôi không tham đâu Thấy thị trường đi lên ai ai cũng nói bắt đầu là mới ham vào và đến lúc mà mình ham ấy, thì thị trường nó sẽ sập. Còn cái lúc mà chúng ta thận trọng thì thị trường nó sẽ lên. Đấy là xét về yếu tố tâm lý là nó như vậy. Thấy chưa? Đây, thị trường nó xuống xuống rất là nhanh, xuống rất là nhanh. Nhưng mà lên nó phải mất bao nhiêu thời gian nó mới lên dòng giả này. Ví dụ như là chẳng may mà ngày mai ngày kia này mà thị trường nó điều chỉnh này, nó đạp xuống này thì nó đạp một phát về hai li phiên nó có thể đạp một phát về vùng ngàn điểm luôn. Đấy chưa? Đó thậm chí là chỉ cần hơn một phiên nó có thể đạp về vùng ngàn điểm luôn khi thị trường lên 40 điểm ấy thì có thể chúng ta lãi chỉ một hai đồng thôi nhưng khi thị trường xuống 40 điểm ấy thì chúng ta khả năng chúng ta sẽ bị lỗ đến 10 đồng đó đặc biệt nếu như mà chúng ta đánh vốn lớn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ càng bị lỗ nhanh hơn lên giai đoạn này chỉ đánh nửa vốn mua vẫn mua được đó và bán thì vẫn bán được nếu như cổ phiếu đến điểm chút lời còn cụ thể là nếu như anh chị đang thắc mắc về cái cổ phiếu nào mà mình không biết lên mua lên bán hay là làm sao thì em mời anh chị là comment ở dưới video thì em sẽ hướng dẫn giải đáp cho hoặc có thể tham gia rung cộng đồng c nhấn mã lên trên đó em sẽ tư vấn cho còn muốn được em hỗ trợ là phím hàng tư vấn quản lý danh mục đầu tư thì em anh chị liên hệ tới em qua số điện thoại và zalo à, mình anh chị đang xem được đấy chưa đó và các bài em cho mua đều là cho mua khi nó chưa chạy chứ không mua bắt đáy cổ phiếu xét sang uh, dòng xét sang uh, rổ vn 30 một chút thật ra vn hiện tại như phiên hôm nay thì cũng chẳng có quá nhiều cái vấn đề để chúng ta nhận định đâu đấy chưa bởi vì thực chất là thị trường nó vẫn cứ tăng 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 như này nó cứ tăng bằng bằng như này ví dụ như là nó có cái ví dụ như là nó còn lên xuống sập sình như này thì sẽ có nhiều cái để nhận định nhưng thị trường nó cứ lên đều như này thì thực chất là nó cũng chẳng có gì nhận định bởi vì tổng kết lại thì cái xét về cái xuống tăng trong sóng ngắn hạn hiện tại của thị trường vẫn là đang tăng với lực cầu là vẫn đang không ngừng đổ vào thị trường và vẫn chưa xuất hiện một cái phiên nào là bán ra quá mạnh đó nên hiện tại là chúng ta vẫn giao dịch được thôi thì đối với viên 30 hiện tại của chúng ta thì nó cũng tương tự như vn index thôi Được nó cũng đều chạy song sát như vn index hết Nà, đều là tiếp tục tạo đá tăng với biên giá tăng mạnh với cây vôn gia tăng ở mức cao với vôn gia tăng ở mức cao đó thì nó cũng đang cho thấy rằng là dòng tiền của viên 30 phiên ngày hôm nay là vẫn đang tiếp tục đổ vào thị trường đổ vào viên 30 và tăng với biên giá tăng mức cao như này và cây vôn của nó cũng không có quá lớn nên nó cũng đang cho thấy rằng là lực bán ngày hôm nay của viên 30 cũng chỉ ở mức trung bình Tức là xét về yếu tố dòng tiền trong phiên ngày hôm nay thì VN30 và VN Index hiện tại đang có sự đồng thuận là tương tự và y hệt như nhau. Đó nên chúng ta không cần có quá nhiều những cái để phân tích cả. Đấy chưa? Nhịp trước thì chúng ta thấy được rằng VN30 có sự rủi ro. Có sự rủi ro bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được rằng VN30 tăng điểm với vị thế với vị thế là vô giảm dần. Khi mà một cổ phiếu hay là một thị trường bất kỳ mà nó tăng giá hoặc nó tăng điểm với vị thế là vun giảm dần thì nó đang chứng tỏ rằng là nó không hề chắc chắn là dòng tiền có mạnh hay không đó, có giống như là một người không có gì gọi là cái sự thể hiện quá nhiều thì chúng ta không biết được rằng người đó có khỏe hay không Nhưng, ngày hôm nay có thì khác Ngày hôm nay VN30 tăng trưởng với cái sự là gia tăng về vôn Lên phiên ngày hôm nay chính là một phiên mà VN30 đang thể hiện được rằng là dòng tiền đã quay trở lại với cái rổ này Đó, lên tại VN30 đang xác nhận một cái đà tăng nó khỏe hơn và nó đáng tin gậy hơn so với những cái nhịp này Đó, thì nó đang tương đồng khá là nhiều với VNNX nhưng hiện tại thị trường của chúng ta vẫn tiến hành mua mới được thôi, được chưa? Quan trọng là chọn cổ phiếu nào, của anh chị nào mà không biết mua cổ phiếu nào thì em mời tham gia room phím hàng, em hỗ trợ cho. Hỗ trợ từ lúc mua đến lúc bán cổ phiếu, không phải làm gì cả, chỉ cần theo dõi lệnh room thôi. Đó, khi nào báo mua thì mua, báo bán thì bán theo. Nhớ chưa? Đó, đợt này thì như room phím hàng bên em là lãi rất là nhiều, được chưa? Hiện tại thì trừ những cái mã mà mới phím mua hôm qua hoặc hôm nay thì là chưa có sự tăng trưởng thôi. Còn lại là đang xanh rất là tốt rồi, được chưa? Đó. Uh, rồi ok thì em xin uh, kết thúc buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì thị trường ngày hôm nay của chúng ta là cũng không có quá nhiều vấn đề để phân tích cả. Bởi vì nó vẫn cứ tăng đều như này. Ví dụ như nó sẽ một cái lến đỏ hay là gì đó cơ thì chúng ta còn có nhiều cái để phân tích. Còn ngày hôm nay nó cứ xanh như này thì cũng chẳng có gì quá nhiều vấn đề để phân tích đâu. Vẫn cứ tiến hành giao dịch bình thường thôi. Còn cái vấn đề tâm lý của nhà đầu tư ấy, là khi thị trường lên mạnh ấy, thì thường nhà đầu tư nó sợ. Thì vấn đề là sợ thì, thì hầu hết các nhà đầu tư đều sợ cả rồi. Nhưng cái sợ đấy của chúng ta chỉ là cái tâm lý và trong đầu tư thì để chúng ta đều biết được rằng là tâm lý giao dịch thì nó sẽ tác động là về phía tiêu cực đối với cái kết quả đầu tư của mình. Mà cái kết quả đầu tư của mình nó sẽ có sự tác động tích cực bởi cái yếu tố đó là kỷ luật và phương pháp đầu tư. Nên chúng ta cứ tuân theo kỷ luật và phương pháp đầu tư mà đánh thôi, không có vấn đề gì phải sợ sệt cả. Thị trường nó xác nhận điểm bán thì bán ra. Đó. Còn thị trường nó chưa cho bán thì chúng ta vẫn cứ mua vào thôi, để không có vấn đề gì cả. Đánh theo tín hiệu chứ không đánh theo tâm lý chúng ta cứ cảm thấy thế này cảm thấy thế kia thì đó cũng chỉ là cái cảm giác của chúng ta thôi và cái cảm giác của chúng ta thì có bao giờ thật đâu Đấy chứ. ok xin chào quý anh chị ạ.